Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Khoai Trách. Trên tay của Khoai thì hiện tại đang là một sản phẩm mới ra mắt của nhà Xiaomi, có tên là Xiaomi Redmi A3. Sản phẩm này thì vừa mới bắt đầu kinh doanh tại thế giới di động và điện máy xanh. Con này thì có một cái tầm giá rất là hữu nghị, đó là nó sẽ rơi vào khoảng là đâu đó là 2.490.000. Vậy sản phẩm rẻ này thì nó có những cái gì đặc biệt để mà mình có thể mua sắm hay là làm máy phụ hoặc là tặng cho ông bà hay là học sinh sinh viên trong giá tầm trung? Thì con này nghe có vẻ rẻ tiền nhưng mà tầm giá tầm trung, tiếp cận được mọi người dễ hơn. Nhưng mà về cấu hình thì nó sẽ làm sao, có đáp ứng được cho các bạn không nhé. Đầu tiên về bên cạnh này thì là đang được đầu tư rất là nhiều về pin, cũng được hỗ trợ là về pin luôn. Rồi mình sẽ xem cái sản phẩm này có những cái gì nhé các bạn nhé. Cũng cam khá là lớn. Con này thì ở trong này thì nó sẽ là có sách hướng dẫn sử dụng này. Rồi không có ốp lưng nhé các bạn nhé, sản phẩm này không có ốp lưng. Bên này thì sẽ có đó là sạc. Bên này thì có sẽ có thêm đó là củ sạc, hai món nhé các bạn nhé. Đấy, con này thì cũng sẽ không có tai nghe như những người anh tiền nhiệm đâu. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này cũng không có ốp lưng đi kèm. Sẽ có thêm wireless SIM, rồi hết, không có thêm gì cả. Rồi đối với cái này thì sẽ là hỗ trợ sạc của nó là 10W nha các bạn nhé. Đấy, sạc đi kèm thì nó sẽ là 10W. Rồi mình sẽ đánh giá nhanh xem cái sản phẩm này nó có những cái gì đặc biệt. Trên tay của Khoai thì hiện tại đang là hai phiên bản. Đó là một là phiên bản màu đen, màu xanh lá. Ngoài ra thì cái con này thì nó sẽ có thêm một phiên bản nữa là màu xanh dương nữa. Nhưng mà hiện tại trên tay của Khoai là hết rồi, chỉ còn có màu xanh lá và màu đen, thì các bạn có thể tham khảo trước hai màu này nhé. Rồi trên tay của Khoai thì hiện tại đang là phiên bản màu đen. Con này thì cái đầu tiên mình ấn tượng nó là về camera, nó rất là lớn các bạn ạ. Nó to lắm, rất là lớn. Đây là camera này, hai cam. Bên này sẽ được đặt đối xứng thêm nữa, đó là một cái đèn flash. Cụm cam thì nó rất là to và lùi. Khá là tiếc thì là khi nó không được tặng ốp lưng, cho nên là các bạn khi mà đặt ở trên bàn này cũng phải để ý một chút để xem là nó sử dụng như thế nào. Không là mình sẽ di này thì dễ bị xước, cho nên các bạn mua thì nhớ đặt camera nhé. Đấy, nhớ đặt ốp lưng về. Con này thì sẽ không có ốp lưng đi kèm, không có miếng dán, cho nên là mình cũng sẽ cần phải đầu tư thêm cả miếng dán nữa các bạn ạ. Rồi trên tay của Khoai thì đang là phiên bản màu xanh. Con này thì mặt sau này thì nó sẽ kiểu giả da nhé các bạn nhé. Đây này, nó sần sần, cũng cầm khá là thích. Đấy, đây là phiên bản màu đen. Hai phiên bản màu thì cho các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Cụm cảm rất là lớn. Ở bên này thì về đầu tiên đó là về cái cạnh sườn thì con này nó sẽ có là hai lấy SIM. Con này lắp được hai SIM nhé. Trên này thì sẽ là loa, loa khá là lớn. Đấy, con này thì sẽ có jack cắm 3.5. Loa lớn nhá. Bên cạnh này thì sẽ có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Bên dưới này thì sẽ có đó là chân tai C. Ngoài ra thì sẽ có đó là mic thoại. Loa thì nó đã được đẩy lên bên trên rồi. Đây, nó sẽ đẩy lên loa lên trên này. Ok, mình sẽ active máy và xem là máy này nó có cái thiết kế bên trong như thế nào nhé các bạn nhé. Cái cảm giác là mình đang cầm như thế này thì là cái độ mà rộng màn hình thì con này rất là lớn, 6.71 inch. Nhưng mà mình nếu mà ốp lưng thì tay của mình lại hay chạm vào bên này. Tay mình hay để quen cho nên là nó sẽ bị che mất cái camera chính đi, cho nên là bạn nào mà chụp ảnh thì phải để ý hoặc là phải lau cam đi, không này nó sẽ có thể là bị mờ nhé các bạn nhé. Đấy, có thể dễ bị mờ. Đây, trên tay của Khoai đang cầm như thế này, nhưng mà mặt sau thì nó sẽ hay bị chạm vào camera. Cụm cam rất là lớn. Mình sẽ active máy và kiểm tra qua sản phẩm một chút. Rồi, đối với cái con này thì trong lúc chờ đợi cài đặt máy thì mình sẽ gửi cho các bạn một vài cái thông số cơ bản nhé. Sản phẩm này thì đang có 3 màu chính. Nào, ok. Hiện luôn cài đặt rồi thì mình cài qua cài đặt cho các bạn một chút đã. Con này có tần số quét của nó là 90 Hz nhé các bạn. Nếu mà các bạn nào mà đang cầm một con máy nào đó cao cấp hay là cấu hình cao mà chuyển xuống con này thì khá là đau đầu đấy các bạn ạ. Cái cảm giác đầu tiên của mình sử dụng đó là nó trải nghiệm, nó trả kết quả khá là chậm. Nhưng mà trong tầm giá này thì như thế này là cũng rất là ok, tuyệt vời rồi. Các bạn có thể sử dụng tặng cho bố mẹ, ông bà đấy, để mà sử dụng thành một con máy để trải nghiệm như là YouTube, lướt Facebook, Zalo thì thoải mái. Đấy, mình sẽ cài qua một chút. Về cơ bản thì sản phẩm này sẽ có hai phiên bản nhé, RAM 3GB và bộ nhớ trong là 64, và một phiên bản nữa sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128. Có 3 màu chính, đó là màu đen, màu xanh dương và màu xanh lá nhé các bạn nhé. Mình đánh giá cao về cái màu xanh lá này, nó nhìn khá là hay. Ngoài ra các bạn có thể mua thêm ốp lưng và miếng dán nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn.
Đối với sản phẩm này thì sẽ có, đó là chạy chip MediaTek Helio G36 nhé các bạn nhé, một phiên bản G36. Redmi A3 thì nó sẽ có hai phiên bản chính, một là phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ trong là 64, và một phiên bản nữa thì sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128. Đấy. Bây giờ nó mới lên màn hình chính. Máy mới active cho nên là nó cũng chạy khá là mất nhiều thời gian một chút. Đây, mình kéo hết độ sáng màn hình lên rồi. Nhưng mà bù lại là màn nó rất là to, cho nên là sử dụng trải nghiệm rất là thích, cầm đầm tay. Nhưng mà cụm cam này thì các bạn phải để ý nhé, nhớ chạm vào này nó có thể là bị mờ camera. Con này sẽ có độ rộng màn hình là 6.71 inch, tần số quét của sản phẩm này sẽ là 90Hz nhé. Nhưng mà cái độ sáng của màn hình thì nó sẽ tối đa là được có 500 nits thôi, cho nên là dùng thì nó cũng khá là tối. Nhưng mà về cái tấm nền thì mình thấy ok đấy, nó khá là sáng. Còn độ sáng màn hình thì nếu mà ra ngoài màn hình mà ví dụ như là hôm nào mà nắng chói chang thì chắc chắn là nó sẽ rất là tối luôn các bạn ạ. Con này thì sẽ có trang bị đó là kính cường lực Gorilla Glass 3 nhé các bạn nhé. Đấy. Đối với cái sản phẩm này thì sẽ có trang bị đó là camera, đó là camera chính là 8MP, còn camera phụ thì đang là 0.08MP. Khá là dị khi mà nó không có làm tròn lên. Đó. Con này thì sẽ có một vài cái tính năng cơ bản như là quay phim HD là 720 này, có Full HD 1080 này. Ngoài ra thì có thêm zoom, kỹ thuật số, xóa phông cho nhanh thời gian. Đấy, cũng được đầu tư rất là nhiều. Còn về camera chính của sản phẩm, camera selfie của sản phẩm thì sẽ là 5MP nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ test nhanh luôn cái camera của sản phẩm này xem có gì. Kéo menu từ trên xuống. Chắc là mình chợt chưa đúng hay nào. Tỷ lệ không hình, thời gian, dấu chìm, chân dung, chuyển động mạnh. Cũng khá là nhiều cái chế độ. Nhưng mà nó sẽ tối giản đi rất là nhiều rồi. Còn đây là camera chính của sản phẩm. Nếu mà trong điều kiện mà ánh sáng đầy đủ thì sẽ là tuyệt vời. Còn nếu mà trong điều kiện mà thiếu sáng thì chắc là nó dã man lắm các bạn ạ. Màu khá là tối. 1080. Ok. Đây là camera chính của sản phẩm nhé các bạn nhé. Quay video. Camera mình sẽ đánh giá ở mức độ trung bình thôi, nó không quá cao. Tại vì trong tầm giá này thì mình cũng không đòi hỏi nào được một sản phẩm nó sắc nét được. Nhưng mà như vậy là cũng là ok rồi. Các bạn có thể sử dụng như là Messenger hoặc là Zalo cũng được thoải mái. Đối với cái sản phẩm này thì hiện tại sẽ có chạy Android 14 luôn các bạn nhé. Đó. RAM 3GB và bộ nhớ trong 64 thì khi các bạn có thể lắp thêm một thẻ nhớ nữa thì tối đa của nó sẽ là 1T, cho nên là dùng thoải mái luôn. Con này thì hỗ trợ 4G 2 nano SIM. Con này thì sẽ có giữ thêm nó là jack cắm 3.5, cho nên bạn nào có thể nghe tai nghe thì vẫn có thể sử dụng tiếp tục cái sản phẩm này nhé. Con này thì sẽ có là pin dung lượng của nó là 5000 mAh, tuy nhiên là cái tốc độ sạc của nó chỉ là 10W thôi, cho nên là cũng khá là chậm với cái mức sạc này. Nhưng mà ngược lại nó chạy chân tai C rồi, cho nên là nó cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Con này thì sẽ có thêm mở khóa vân tay cạnh viền nhé các bạn nhé, nó sẽ tích hợp vào cái chỗ này luôn đấy để mình có thể sử dụng. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm mở khóa bằng khuôn mặt đấy. Mình sẽ test một chút xem là cái con này thì cái mở khóa bằng vân tay cạnh viền nó có được nhạy không các bạn nhé. Ok. Mình sẽ sử dụng mở bằng khuôn mặt trước nhé. Đang nhận diện trông rất ổn, cái mặt nó nhìn rất là ngu si. Vân tay mình sẽ thử nào. Rồi đây là vân tay cạnh viền, nó không hiện luôn cho mình đó là vân tay mình đã chạm được đến đâu rồi, nó chỉ hiện mỗi cái vòng tròn thôi, cho nên là mình cũng không có thể nào căn được như nào cho nó hợp lý. Ok, nó cũng nhận xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ test luôn cái mở khóa bằng khuôn mặt nhé các bạn nhé. Ô. Đây, như này là đang nhận khuôn mặt nhưng mà không được này. Wow, khá là nhạy nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ thử luôn khuôn mặt này. Rồi, full mode luôn. Cũng khá là nhanh đấy. Ok, nhận luôn các bạn này. Rồi, bây giờ mình sẽ test luôn vân tay nhé. Mở màn hình luôn. Đây, vân tay của mình. Khá là ok đấy. Nhạy nhá, khuôn mặt và vân tay là nhạy nhá. Mình thử lại khuôn mặt lần nữa này. Ok, nhận luôn. Mình sẽ thử vân tay luôn này. 9.5. Quá tuyệt vời. Được, vì cái này nó kéo lại rồi đấy các bạn ạ.
Đó, đó là những cái gì mà Khoai vừa mới test nhanh cái sản phẩm này. Thì thực sự ra trong cái tầm giá, mức tầm trung nó khoảng tầm gần 2 triệu rưỡi. Đấy, chính xác là 2.490.000 đang kinh doanh tại bên mình với phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ trong 64. Thì các bạn có thể mua cho giá cả học sinh sinh viên hoặc là ông bà, bố mẹ. Đấy, một sản phẩm này thì sử dụng cũng thử ok rồi. Ngoài ra các bạn có thể ghé qua Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh gần nhất để trải nghiệm sản phẩm, thì nó sẽ tuyệt vời hơn cho với cái, các bạn sẽ có thực tế hơn, cảm nhận thực tế hơn để mà đánh giá cái sản phẩm này. Ngoài ra sản phẩm này thì mình sẽ cần phải mua thêm đó là ốp lưng, mua thêm miếng dán hoặc là có thể mua thêm tai nghe. Nhưng mà sản phẩm này cũng được bảo hành rất là dài hạn, khi mà được bảo hành lên tới 18 tháng các bạn nhé. Trong tháng đầu tiên mà lỗi do nhà sản xuất về phần cứng thì sẽ được đổi một sản phẩm mới, cho nên là cũng khá là ok về bảo hành. Rồi, sản phẩm này thì Khoai sẽ đánh giá một vài cái, đó là về cấu hình, về độ rộng màn hình, pin trâu. Ngoài ra thì có thêm cái bảo mật như là vân tay của khuôn mặt thì khá là nhanh và nhạy. Pin thì trâu. Đó, giá chắc cả thì ở mức độ trung bình. Vậy các bạn có đánh giá gì về cái sản phẩm này thì có thể để lại comment bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì có thể để lại một comment ở bên dưới, có thể like và subscribe chia sẻ giúp Khoai nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn vào video tiếp theo của Khoai Check. Xin chào và hẹn gặp lại.